ơn quý vị đã quay trở lại với series Talk Show Sức Sống Việt Nam đồng hành cùng với Miss World Việt Nam 2022 được phát sóng vào hồi 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Theo mọi người thì đâu là một yếu tố quan trọng làm nên chúng ta không bị nhầm lẫn giữa một đám đông? Có lẽ đó là cá tính. Cá tính là cách mà chúng ta yêu thương, thể hiện bản thân mình và rất là nhiều ứng xử trong đời sống hàng ngày tạo nên chúng ta là mỗi cá thể khác biệt trong một số đông. Vậy cá tính của bạn là gì? Để trả lời cho câu hỏi này và bàn luận sâu hơn về chủ đề cá tính thì trong series Talk Show Sức Sống Việt Nam ngày hôm nay chúng tôi có mời tới 3 vị khách mời là 3 người vô cùng nổi tiếng và đã ghi được dấu ấn của mình trong ngành nghệ thuật. Xin được giới thiệu diễn viên nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh. Xin chào Lương Thùy Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả. Chủ tịch Miss World Việt Nam bà Phạm Kim Dung. Xin chào Lương Thùy Linh, chào Trương Ngọc Ánh, chào TD và chào quý vị khán giả. Và Á quân Việt Nam Next Top Model All Stars chị TD. Chào chị Ánh, chào chị, em chào Linh. Ủa, chị chào Linh. Linh cảm thấy vô cùng vinh dự khi mà được ngồi đây, là một người rất là trẻ, được ngồi cạnh ba chị đã có những cái thành công nhất định trong sự nghiệp cũng như là cuộc sống của mình. Như mọi người cũng đã biết thì chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là về cá tính. Đây là một từ mà chỉ về sự khác biệt với những người khác trong số đông. Vậy thì các khách mời của chúng ta, mọi người có cảm thấy là mình là một con người cá tính hay không? Anh nghĩ thì mỗi một người đều là cái cá tính riêng, rất là độc lập và rất là đặc biệt. Và để tạo lên những cái thành công và những dấu ấn của mình trong nghệ thuật thì chắc chắn chúng ta đều phải có những cá tính rất là riêng biệt. Đặc biệt như ví dụ là chị Kim Dung là một cái cá tính mà một cái cá thể rất là đặc biệt thì chị mới nổi trội được, chị mới tạo được những cái dấu ấn và thành công trong lĩnh vực nghệ thuật. Còn chị Dung thì sao ạ? Mới vô được khen rồi nhảy ghê. Thiệt sự là hồi chị Dung còn trẻ đó, chị Dung và chị Ánh là xem tuổi nhau, cho nên là thời mình còn đi học, thời mình còn đang chưa biết mình đi đâu về đâu thì Trương Ngọc Ánh đã rất là nổi tiếng rồi. Đợt đó là rất là nổi tiếng với phim Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, và mình rất là hâm mộ Trương Ngọc Ánh vì là mình thích cái nét đẹp nó hơi, nó không có quá dịu dàng và cũng không có ở thời điểm đó, nhưng mà Ngọc Ánh không có hề bánh bèo, đẹp rất là, gọi là mình gọi là đẹp rất là cá tính đó. Đó thì rất là hâm mộ Trương Ngọc Ánh, và đúng là cơ duyên khi mà làm những cái công việc kinh doanh khác một thời gian thì lại chuyển sang gọi là kinh doanh nghệ thuật, thì cũng có cơ hội được gặp nhiều người mình hâm mộ trước đây, đó cũng là cái niềm vui. Và đúng là nói về cá tính thì rõ ràng là chúng ta không thể nào phát triển được sự nghiệp, hoặc là không thể nào làm tốt được cái công việc của mình nếu mình không có cá tính trong công việc và kể cả cá tính trong cuộc sống. Cá tính nó tạo nên cái sự khác biệt của mình với người khác, khác biệt của công việc của mình với công việc của người khác, để chọn mình hay chọn người khác, đó là cái sự không để mình nhầm lẫn với những cá thể khác, thì cái này thật sự rất là cần thiết. Linh nghĩ là bánh bèo cũng là một loại cá tính. Và với những người phụ nữ như chúng ta, những người phụ nữ có thể gọi là đa di năng và tài giỏi và thành công, thì thực sự ở mỗi sự kiện, ở mỗi vai trò khác nhau, chúng ta sẽ có những cái cá tính khác nhau để phù hợp với nó. Còn chị TD thì sao ạ? Thực ra là khi mà được mời đến đây và cũng lần đầu tiên tham gia chương trình thì TD cảm thấy rất là hồi hộp vì được ngồi với hai người phụ nữ rất là xinh đẹp, rất là tài giỏi và còn là những doanh nhân rất thành đạt nữa, thì TD cảm thấy là cái cá tính của mình chắc là kiểu là bây giờ cũng cảm thấy là hơi rụt rè trước hai chị. Thật ra TD nói vậy thôi chứ mà như cái show truyền hình thực tế The Next Phase vừa rồi á, thì TD đã thể hiện rất là thành công một cái cá tính khác biệt so với hai cá tính còn lại, đó là tóc thì màu khác bình thường, nhưng mà trong cái giọng nói và trong cái thái độ thì nó là một cái thái độ rất là bánh bèo, nó giống như là tạo cho mình một cái hình tượng khác biệt trong một cái show đó thôi, thì khán giả sẽ rất là dễ nhớ, đến TD. Em nghĩ thật ra cá tính nó cũng là cái cách mà mình kiên định với những gì mà mình muốn, cái sở thích của mình, cũng như là những cái suy nghĩ và những cái đánh giá của mình trong một vấn đề. Và khi mình thể hiện nó ra thì mình sẽ có những cái cách thể hiện rất là khác nhau, và từ đó sẽ có được những cái cá tính rất là khác biệt so với mọi người. Chị thấy TD là mỗi một chương trình là đều là một cá tính rất khác. Có thể là em đã nghiên cứu từng chương trình. Và em đưa ra cho khán giả những cái món ăn rất là khác,
không trùng lặp. Chị ơi, em rất là hâm mộ người chị là đã từng là host trong chương trình All Star. Từ đó đến nay là cũng là 5 năm rồi. Thì em nghĩ là em hâm mộ chị, em cũng học hỏi chị. Và bây giờ em nghĩ là em cũng có thể đã trưởng thành một chút. Cái cách mà TD tạo cá tính trong từng cái chương trình mà TD tham gia đó, yeah, là nhà sản xuất rất là thích để không bị nhầm lẫn giữa cô này với cô khác, Ngọc Ánh ha. Đó là cái điều mà nhà sản xuất rất là thích. Cảm ơn mọi người. Vâng, có lẽ là có rất là nhiều từ và có rất là nhiều câu chuyện để chúng ta có thể nói về hai từ cá tính. Và để cụ thể hơn về hai từ cá tính thì em xin mời mọi người cùng bốc hashtag. Có 3 hashtag ở đây ạ. Rồi giờ chị Dung bốc trước nha. Dạ. Bốc cái ở trên luôn. Em mời chị Ánh. Bốc luôn tiếp theo. Chị Tini. Rơi vào gì đây? Xin mời 3 hashtag ạ. 1, 2, 3. Và chúng ta có 3 hashtag là công việc, gia đình và tình yêu. Tình yêu. Wow. Có vẻ hợp thời trang ghê. Chúng ta hãy cùng tới với hashtag đầu tiên là hashtag về công việc của chị Trương Ngọc Ánh. Theo Linh được biết thì chị Trương Ngọc Ánh là một người rất là đa tài. Ở mỗi lĩnh vực và mỗi cái show khác nhau thì chị lại cho khán giả, phục vụ khán giả những cái màu sắc rất là khác biệt. Đôi khi là nhìn thấy chị xuất hiện trên một cương vị là huấn luyện viên rất là cứng rắn, và đôi khi cũng nhìn thấy chị rất là dịu dàng trong các vai diễn trong phim ảnh. Thì không biết là đối với chủ đề cá tính và hashtag là công việc thì chị có suy nghĩ như thế nào? Cá tính của chị trong công việc là như thế nào? Thực ra thì Ngọc Ánh nghĩ là Ngọc Ánh hết đi học lâu lắm rồi đó. Bởi vì sao? Cái tên Trương Ngọc Ánh là Vân A. Ngày xưa đi học là lúc nào cũng bị gọi đầu tiên hết trơn á. Và đến bây giờ đến bây giờ vẫn bị gọi đầu tham tiên. Tham gia không sợ ông cũng bị gọi đầu tiên. Cá tính trong công việc thực ra thì tùy cái mọi hoàn cảnh. Ví dụ như là mình đây có Dung cũng là người mà business woman rất là lâu rồi thì biết là trong cái công việc và trong những tình huống thì mình phải có những cái thứ uyển chuyển, flexible, lúc này lúc kia, lúc cương lúc nhu, chứ không phải lúc nào mình cũng thể hiện một cá tính. Thì trong công việc nó có khác một chút, tức là mình phải đóng rất là nhiều vai trong mọi hoàn cảnh, và nhất là những lãnh đạo của công ty thì lại càng phải đóng rất là nhiều vai, bởi vì mình là điều quân khiển tướng. Và trong công ty nó cũng như là một xã hội thu nhỏ, một thế giới thu nhỏ, rất là nhiều cá tính, rất là nhiều tâm tư, nguyện vọng và mọi thứ. Thì làm sao mình có thể điều khiển được cái xã hội đấy để làm việc tốt nhất? Và quan trọng là tinh thần cho một tập thể thì cái điều đó vô cùng quan trọng. Thì anh nghĩ là trong công việc thì cái cá tính nó phải gọi là uyển chuyển, chứ không thể nào gọi là mình lúc nào cũng chỉ mạnh mẽ, dữ dội, hoặc lúc nào cũng nhún nhường, hoặc lúc nào cũng rất là nhu thì cũng không được. Nên lên đó là cái cách mà trong công việc mình phải thể hiện. Dạ, quả thực là với một người làm nghệ thuật thì chị Ánh luôn luôn sẵn sàng thay đổi bản thân mình để mang tới những màu sắc khác nhau để phục vụ khán giả. Còn với chị Dung thì sao ạ? Với cương vị là một bà trùm hoa hậu thì cá tính của chị trong công việc sẽ như thế nào ạ? Đối với cái cương vị là mọi người hay gọi là bà trùm hoa hậu, thì thật ra nó chỉ là một phần nhỏ trong cái mớ công việc của Dung thôi. Dung cũng như Ngọc Ánh là cũng điều hành công ty, một vài công ty, thì đúng là những người làm trong cái lĩnh vực mà góp phần tạo nên những sản phẩm nghệ thuật á, thì họ cũng bị cá tính nữa. Gọi là nhân viên của mình bên dưới, người thì lúc nắng lúc mưa, bạn thì đỏng đảnh, bạn thì lại lầm lì, nói chung là họ quá nhiều. Mình gọi là cá tính á, rất là cá tính. Thì để mà điều hành được cái nhóm người đó để cùng nhìn cùng một hướng với mình, thiệt sự nó rất là khó luôn đó. Cho nên là đôi khi mình phải rất là tinh tế, thật sự là như vậy. Nói để Ngọc Ánh thấy là cũng buồn cười, nhưng mà đôi khi nhân viên mình nó vào phòng mình, nó nói chuyện với mình xong vấn đề gì đó, nó bước ra cách nó đi hoặc cách nó đóng cửa là mình biết nó đang có vấn đề gì. Nó lại phải gọi nó vào lại xem là nó đang có vấn đề gì. Hoặc là thấy trong cái những cái đoạn giao tiếp về mặt tin nhắn hoặc này kia là hiểu rằng là đang có vấn đề. Đó thì cái người lãnh đạo trong công ty á, là phải luôn luôn hiểu lúc đó mình không có dùng cái cá tính, cái tôi của mình nữa, mà mình phải hiểu được cá tính của từng bạn. Ví dụ như một bạn rất là dữ dằn, rất là dữ dội, thì nếu như cái thái độ đó của bạn thì ok, bình thường. Nhưng mà một bạn vốn dĩ rất là hiền lành, bỗng dưng một ngày nọ có một thái độ gì đó thì mình hiểu rằng là
gọi là nước đã sắp vỡ bờ rồi, kiểu như vậy. Thì thật sự trong một số hoàn cảnh thì cá tính của người lãnh đạo phải lui lại để nhường cho cá tính của nhân viên. Đó thì trong công việc nó là như vậy. Bên cạnh nữa là Thùy Linh cũng biết là chị Dung là quản lý rất là nhiều hoa á hậu, và các em còn là những cá nhân mà cá tính gấp ngàn lần những bạn khác nữa. Vì mình đẹp mà, mình nổi tiếng mà, mình lại còn trẻ tuổi, cho nên là các bạn có rất là nhiều những cái lúc thì rất là đáng yêu, lúc thì rất là đáng ghét, lúc thì khó chịu, nói chung là đủ các màu sắc hết. Và cái khó nữa là mình đang không phải nuôi con mình đang không phải là chỉ dạy con mình thì lúc mình nổi điên lên mình có thể quát nó, nhưng mà xong rồi thì nó vẫn phải gọi là mình con. Bằng mẹ, và nó vẫn phải nghe lời mình. Nhưng mà đối với các bạn hoa á hậu á là mình phải luôn luôn kìm mình xuống, mình phải luôn luôn cương nhu đúng lúc như Ngọc Ánh nói, thì mình mới giữ được các bạn và mình mới giúp cho các bạn hiểu được cái vấn đề của cái công việc đó là như vậy. Cho nên là từ ngày làm lĩnh vực này rồi quản lý thêm các cô hoa á hậu á là cá tính mình chỉ có thể hiện với chồng mình thôi, chứ còn không dám thể hiện cá tính với ai hết. Trời ơi, chưa gì đã bị chị Dung bóc phốt là đáng ghét rồi. Đâu, chị Dung nói là có lúc đáng yêu, có lúc đáng ghét. Nhưng mà thực sự là trong quá trình làm việc với chị Dung thì Linh nhận thấy là chị Dung đôi khi cũng rất là giống như một người mẹ của mình vậy. Cũng có lúc là phải làm căng với mình một chút vì mình còn rất là trẻ con. Và cũng có những lúc là rất là hiền lành vì chị Dung rất là tinh tế. Và qua những chia sẻ của chị Dung, nhà chị Ánh thì em hiểu là ở bất kỳ vai trò nào chúng ta cũng đều cần những sự uyển chuyển, cũng không nên để cái tôi quá là cao trong công việc. Thế còn chị TD thì sao ạ? Sau khi mà tham gia một chương trình truyền hình thực tế với chị thì em cảm thấy là chị là một người có cá tính rất là mạnh mẽ. Có đúng là như vậy không chị TD? em vừa mới khẳng định xong em còn hỏi ngược lại chị nữa. Em đấy là cảm nhận của em. Thì thật ra là TD đã tham gia rất là nhiều chương trình truyền thực tế, thì qua mỗi năm TD đều rút cho mình cái kinh nghiệm. Tại vì hồi xưa thì em cũng khá là gọi là sao, bị bốc đồng. Thì mình thể hiện cá tính rất là mạnh, mình bảo vệ quan điểm rất là mạnh, mình không có cho những cái quan điểm của các bạn thí sinh khác mà giống như là ảnh hưởng tới mình. Và đồng thời thì nếu mà mình nghe lời người host của mình hoặc là nghe lời ban giám khảo thì mình cũng sẽ tiếp thu và mình bớt nóng vội hơn. Tuy nhiên thì đến năm nay thì tôi cảm thấy là đã học hỏi được rất là nhiều điều từ nhiều cái lần từ những người mentor ngồi chung với mình nè. Rồi mình đã là một người mentor thì mình cũng phải học hỏi cái cách lãnh đạo của hai vị chân chính hình đạt ngồi đây, là đúng là cũng phải rất là đau đầu, lúc thì phải uyển chuyển, rồi lúc thì phải rất là gắt để mà các bạn có thể tập trung. Và TD nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách mà TD muốn hướng tới sau này. Thật sự là sau show truyền hình thực tế thì em cũng học hỏi được rất là nhiều từ chị TD. Có thể là chúng ta đôi khi chúng ta cũng cần nhẹ nhàng một chút, nhưng mà chúng ta vẫn phải kiên định với cái cá tính của mình, với những gì mà, với những mục tiêu mà mình đề ra. Cũng như em trong cuộc sống hàng ngày thôi, đôi khi là trên sàn diễn thì cũng có thể là rất là lạnh lùng, không cười, mặt lạnh như băng. Nhưng mà cũng có đôi khi thì ở một vai trò khác như MC thì lúc nào cũng phải cười, không thể nào mà lúc nào cũng show ra cái mặt lạnh lùng như là trên sàn diễn được. Rồi cũng giống như trong show The Next Phase thì cũng phải bảo vệ quan điểm của mình. Chị thấy rồi. Chị thấy rồi. Chị đã nghe những tiếng hét thất thanh. Đúng rồi, không được nhìn xuống, không được nhìn xuống. Quét sạch bản cờ này anh chị. Của cô bé hạt tiêu. Đấy chị, là em đang phải cứng lên một chút để có thể bảo vệ quan điểm của mình cũng như là bảo vệ các thí sinh team mình mà thôi. Và chúng ta sẽ đến với hashtag tiếp theo, là hashtag tình yêu của chị TD. Trong công việc thì chị TD cũng chia sẻ cá tính của mình trong công việc rồi, thì không biết là trong tình yêu thì chị TD là một người như thế nào? Thực ra là trong tình yêu là TD rất là khác xa với những gì mọi người thấy. Bánh bèo hả chị? Ồ, bánh bèo mà kiểu phải chảy nước. Kiểu là phải để anh ấy phải giống như là mình không có phải là đòi hỏi, nhưng mà để anh ấy tự động và sẽ là chăm sóc rồi nâng niu mình, thì mình phải biết một cái cách nào đó nó khác hơn. Và chắc chắn là mọi người, mình thấy TD ở nhà cho mọi người kiểu sốc luôn á. Em thấy rất nhiều story của chị TD, anh Châu lúc nào cũng phải phục vụ chị này, xong rồi nấu ăn cho chị nguyện. Mà đúng rồi, theo đúng một cách rồi, rất là tự nguyện. Và thấy chị giống như là
thực sự là rất là khác khi mà gặp chị ở trên show truyền hình thực tế, không còn là một cô gái mà máu lửa lên mà là một cô gái rất là nhẹ nhàng, rất là nhu mì và rất là bé bỏng trong tay của người yêu. Thật ra là thường như vậy thì Teddy có phải đưa một cái signal gì đó, một cái tín hiệu gì đó để cho anh ấy biết vào để phục vụ cho đúng không? Không, em chỉ suốt ngày cứ tức là vậy nè, mình phải có cái cách phải có những cái tip giống như là chết coi chừng cái này sẽ xem bạn nói à, đây là cách của bạn mình phải thay đổi. em nghĩ là anh Michael chắc ít xem truyền hình không Việt để Nam. Em gửi link cho ôi lên nè. Thực ra là TD nhiều khi cũng sẽ nói lên cái cảm xúc của mình phải thể hiện cái cảm xúc của mình, chứ mình đừng có nghĩ là sao người yêu mà lại không hiểu, sao nhìn mặt mà đoán đi, trời ơi con người ta có phải thần thánh đâu. Đó, mình phải thể hiện cảm xúc và mình phải bảo vệ cái quan điểm, giống như cũng như là anh hỏi là mình muốn ăn gì thì mình cũng không có nên trả lời em ăn gì cũng được em. Nhưng mà em là thấy thật, em ăn gì cũng được. Thôi thật cô này. Đó, giống như là mình phải có một cái quan điểm riêng của mình. Và thật sự là anh Michael là một người đàn ông rất là thích những phụ nữ cá tính hơi dữ một chút. Nhưng mà đừng có dữ quá. Rồi những cái lúc mà mình muốn ra những cái tín hiệu chị anh nói thì em mệt, em đói. Đừng có quá là chảy nước thì các anh sẽ rất là thích. Còn mà nếu mà mình thể hiện cái ranh giới giữa cái sự gọi là nhõng nhẽo với lại con nít nó rất là gần nhau. Chị nên mở khóa dạy đi nha. Em là một học viên này. Hai đứa mình phải học á. Mỗi người chúng ta sẽ có một cách yêu khác nhau đúng không ạ? Đúng. Vậy còn chị Dung và chị Ánh trong tình yêu thì sao ạ? Chị Dung trước nha. Nghe TD nói là cứ thích người yêu phải hiểu mình á, phải chiều mình này kia. Chị Dung bỗng nhớ tới bốn cái câu thơ trong một bài thơ nước ngoài, đại loại là đã bảo đi sao anh không đứng lại, đã bảo về sao lại vội về ngay, ôi lời nói gió bay đôi mắt buồn đẫm lệ sao anh ngốc thế không chịu nhìn vào mắt em. Đó là kiểu phụ nữ cứ muốn người ta đang ở bên cạnh mình, muốn người ta ở bên cạnh mình lâu hơn nữa thì kêu thôi anh đi đi, anh về đi, tôi ghét anh lắm, nhưng mà thật ra người ta đi thì nói sao anh không ở lại. Đó. Nên là đó là một cái, các cô gái á, thường là như vậy thì người yêu mình sẽ thấy yêu mình hơn, thấy mình bé bỏng hơn, thấy thích được chăm sóc hơn. Còn chị Dung á, là một cái tiếp người mà nó cứ bị 1+1=2 á, giống như là mình có lỗi là mình sẽ sẵn sàng xin lỗi và không có ngại ngần cái việc đó. Ví dụ như là chị có sai cái gì đó với anh Nam đi, chị sẽ sẵn sàng nói là cái đó bà xã sai đó, xin lỗi ông xã. Nó rất là đôi khi nó bị khô queo á. Mình giống như là mình cứ đúng là đúng, sai là sai, trong tình cảm cũng như vậy luôn. Rồi nấu ăn thì cũng được, rồi cũng biết cách chăm sóc chồng, cũng biết cách nói chung cũng biết cách làm hài lòng chồng, nhưng mà mình không có được ngọt ngào á. Hôm nào mà mình nói cái gì đó ngọt ngào á, tự dưng anh Nam thấy giống như ma nhập mình hay là có vấn đề gì đó, nó hơi kỳ kỳ. Nhưng mà mình lại không có chủ trương cãi nhau, nghĩa là bù lại thì mình sẽ không có chủ trương cãi nhau và không có giận nhau. Giống như là suốt hơn 10 năm chung sống với nhau thì chắc là cãi nhau khoảng 2 lần. Là 2 lần rất là dữ dội mà người khác nhìn cũng thấy sợ đó. Và sau cái việc đó là mình thấy thiệt sự rất là cảm thấy ân hận vì cái điều đó. Vì giống như là mình làm cho nó giống như cái gì đó nó rạn vỡ một xíu thì nó cũng không còn được nguyên như vậy. Nhưng mà thôi thì cuộc sống đôi khi cũng phải chấp nhận có những cái rạn nứt, để rồi khi mình vá lại thì biết đâu cái vết đó nó sẽ lại đẹp hơn. Đó, nó giống như nó tô điểm hơn chút. Còn chị Ánh thì sao ạ? Thực ra thì chị cũng gần giống như là chị Dung, bởi vì là nó còn ở cái môi trường làm việc, cái cuộc sống với tất cả mọi thứ của mình, cái ở lứa tuổi nữa. Mình cũng không còn là cái lứa tuổi mà nhõng nhẽo hay này kia được, thì mình cũng qua cái lúc đó rồi. Cái thứ hai nữa là không có nhiều chị lớn rồi vẫn như thế, đúng không? Là em bé yêu của các anh ấy, trời ơi. Có khi là chị cũng phải học đấy. Thì thực ra mình cũng thấy là cái người mình cũng có đầy đủ những cái thứ như là lãng mạn hay là nhõng nhẽo các thứ được, nhưng mà nhiều khi cái cuộc sống nó cuốn mình đi, nó quá nhanh.
mình không còn thời gian để làm những việc đó. Ví dụ người ta nói là con gái nói có là không, nói không là có, như bây giờ mình cái gì nó ra cái đó. Có ví dụ hỏi ở đấy đúng, hỏi ăn cái gì là mình nói thẳng, nói cái gì mình sẽ không còn cái lúc mà ăn gì cũng được nữa. Mà thực tế là, và cái người đối diện người ta cũng expect mình là trả lời là ăn cái gì thì nói cho nhanh nhanh, chứ còn cứ như vậy ai mà biết. Ví dụ thế. Muốn kim cương là phải nói kim cương đúng không? Chứ không đoán được. Rồi cũng sẽ bị đổ thừa là tại sao hỏi như vậy lại trả lời khác thì ai biết đâu mà mò. Ví dụ vậy. Thì bây giờ nó bị là cuốn theo cái cuộc sống, tất cả mọi thứ nó quá nhanh. Và mình cũng bị cuốn theo công việc, rồi về nhà, rồi gia đình, rồi con cái, rồi tất cả mọi thứ. Thì mình không còn thời gian cho bản thân mình nhiều nữa, nên mình cũng bị bớt lãng mạn. Thế chắc là mình cũng phải nhìn lại, phải nhìn dành lại thêm một tí thời gian nữa. Phải học mấy cô này đúng xíu. Rồi học Linh, học TD. Trời ơi, em phải là người học từ 3 chị mới đúng. Sau này em sẽ không còn ăn gì cũng được nữa đâu. Em nói thẳng luôn, phở là phải ăn phở, ăn bún bạn bún, cơm là cơm, nó phải rõ ràng. Cả nói rõ luôn. Lần nào mà mình rủ cổ đi ăn, mình hỏi Linh muốn ăn gì, dạ ăn gì cũng được. Là thật ra là mình cảm thấy mình vất vả vì mình phải suy nghĩ là cô thích ăn cái gì đó. Vậy là trong tình yêu thì cả 3 vị khách mời của chúng ta đều là những người dám yêu hết mình, còn trong công việc thì chúng ta đều là những người nhiệt huyết hết thảy. Vậy còn trong gia đình thì sao chị Dung? Thật ra giữa gia đình và tình yêu, đối với cái người đã có gia đình thì gần như nó sẽ hòa quyện trong đó. Đối với cái thời mà chị Dung còn trẻ đó, còn giống như tiếp nhận tình yêu và để mình chọn cái tình yêu nào, chọn người nào, thì Dung nghĩ rằng là Trương Ngọc Ánh chắc cũng giống Dung, là sống hết mình với tình yêu đó. Mình giống như mình không có để là trâu phải đi tìm cọc, mà thỉnh thoảng nếu mình thấy thích thì mình cũng có thể tấn công hả? Tấn công, mình vẫn có thể thể hiện quan điểm của mình là mình thích người đó hay là mình sẵn sàng bật đèn xanh. Thật ra đối với thế hệ của mình thì cái điều đó là nó hơi sớm á, vì mọi người vẫn sẽ theo kiểu là sẽ chờ người ta tán tỉnh mình, rồi tán tỉnh trong bao lâu, rồi đến lúc nào thì được nắm tay, đến lúc nào thì đại loại là vậy. Nhưng mà mình thì quan điểm của mình là nếu mình thích mình sẽ cho người ta biết là em cũng thích anh đó, để cho nó dễ cho làm nó việc, dễ cho nói chuyện, cho nhau thích là mình rồi nhất. Một thời gian mà lỡ mà thấy không hợp nữa thì thôi, cũng nói thôi mình chắc là không hợp rồi, kết thúc cho nó nhanh. Đúng cũng rồi. Không có ngại ngùng gì hết đó. Thì cái đó là cái thái độ trong tình cảm, thì mình thấy sòng phẳng rõ ràng với nhau nó cũng ok. Nhưng Dung thì trong tình cảm thì Dung thiên về lý trí, nó đi song song với cảm xúc. Đôi khi lý trí nó sẽ lấn át cảm xúc một chút. Giống như mình có thể thấy là cái điều mình đang cần là cái gì, người đàn ông mình cần là họ có những cái điểm nào đó, chứ mình không có nghĩ rằng là cái trái tim mình đang thích cái điều gì đó. Thì mình nghiêng về lý trí nhiều hơn, và cho đến giờ thì mình thấy rằng là cái việc yêu bằng lý trí á, nó cũng có cái mặt tích cực của nó, là thật ra là một khi đã yêu bằng cái đầu, nó chuyển sang trái tim thì nó sẽ tồn tại rất là lâu hơn. Nó sẽ bất chấp những cái thay đổi, những cái tác động của xã hội. Còn nếu mình đi từ trái tim tới trí não thì cái cảm xúc nó lấn át lý trí, thì đôi khi nó sẽ bị những cái tác động này kia nó sẽ làm ảnh hưởng tới mình, ảnh hưởng tới tình cảm của mình. Và Dung cũng là người mà sẽ ví dụ như mình kể một cái mối tình hồi nhỏ. Đó là hồi mình chuẩn bị thi, hồi mình học lớp 12, chuẩn bị thi đại học, thì có một bạn trai cũng chơi trong một nhóm, và bạn cũng tán tỉnh mình á. Thật ra thì mình cũng thích. Rồi xong rồi cũng đi chơi với nhau một hai lần. Thì một bữa nọ là mình nhớ là mình đi học thêm tiếng Anh buổi tối ở Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn á, thì ra khỏi trường đạp xe đạp một mình đi về. Tự dưng đến ngay cây cầu, thời đó đường còn vắng lắm, đi đường là nhìn thấy nhau hết. Mình thấy, ủa sao ai quen quen, dáng nào quen quen mà chạy ngược lại, chở một cô ôm eo cứng ngắc luôn. Thì ra là người đang nói là bạn trai của mình chở một cô khác. Và vừa chạy về mà vừa giống như là nước mắt cũng hơi hơi rưng rưng. Xong rồi mình nghĩ là tại sao vậy ta? Tại sao lại có thể mà cùng một lúc như vậy được? Và sau khi mình về đến nhà xong, ăn cơm xong, lên gác nằm suy nghĩ, mình nghĩ rằng là
mình phải quên cái người này mới được, vì tự dưng họ bỏ mình. Chứ không phải rằng là mình cũng không có lỗi, và nếu như mà họ bị cái gì đó về mặt bị tai nạn, hay là họ bị cái gì đó về thân thể họ hay là cuộc sống của họ, mình sẽ sẵn sàng hy sinh cùng với họ tới cùng. Nhưng mà đây là vì họ bỏ mình, cho nên là nhất định là mình không có được buồn, không có được suy nghĩ, không có được lăn tăn gì hết. Và thiệt sự là mình có đau á, mà gọi là đau như kiến trắng. Rồi xong rồi, thiệt sự là chỉ cần sáng hôm sau là mọi chuyện sẽ khác. Vì lý trí mình nói với mình rằng là mình đã bị bỏ rơi, và không có lý do gì mình phải để tâm tới cái con người đã không có chân thành với mình như vậy. Sau này thỉnh thoảng cũng có gặp lại bạn đó thì cũng bình thường, cũng không có nói năng gì với nhau hết, nhưng mà vẫn cười chào hỏi bình thường. Và thật sự là mình cũng biết là bạn đó cũng có những cái điều nuối tiếc á. Đó, rồi kể hơi dài nhưng mà cũng được đúng không? Em có rất là nhiều điều đang muốn học hỏi từ câu chuyện của chị. Chị Dung thì vừa kể về một mối tình gà bông đau như kiến cắn của chị Dung. Thế còn chị Trương Ngọc Ánh thì sao ạ? Mối tình đầu của chị có đau như kiến cắn hay đau như mèo cào ạ? Mình chưa xác định là có gì, nhưng mà để mình suy nghĩ lại. Cái mối tình đầu tiên của mình á, thì mình nghĩ nó hơi cảm tính. Một cái anh đó, mình còn nhớ anh, thôi là nói tên là lỡ mà bạn hay không vợ. Tức là anh ấy rất là đẹp trai ở một cái trường khác. Thì cua mình cũng rất thích bởi vì anh ấy đẹp trai thôi. Thế nhưng mà đến khi mà đi chơi hai lần với nhau thì anh mặc chỉ một cái áo. Thì lúc đó có con bạn, đó là con Phương béo. Này, ngày sau nó bẩn thế sao ấy, lần nào tao cũng thấy mặc một cái. Thì mình cảm tính mà, hiểu hồi bé mới này mà. Sao tôi thấy mặc một cái áo hoài, thế là không thích nữa. Không thích nữa. Chỉ vì như thế thôi, sau này mình, đến khi gặp lại cô bạn này và mình cũng cứ nói chuyện lại sau này này đó, tụi mình hồi đó là hồi tem phiếu, thì mỗi gia đình có thể mua được một khúc vải, người ta có thể mặc, người ta có thể may 4-5 cái áo giống nhau. Thực tế là như vậy, và người ta mặc thường xuyên là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà ý Ngọc Ánh nói ở đây là cái chuyện con nít ở trong mình, tức là cái tình yêu tuổi đầu đời á, còn rất cảm tính, đang thích như vậy, đang như vậy đó, nhưng mà bạn mình thổi lỗ tai nói là thoát hết thế này kia, tự nhiên mình cũng có thể là quên đi. Chị thì có cái thấy này tiếc không ạ? Thực ra thì cái hồi đấy yêu như theo kiểu cảm tính, thích chứ không phải là cái tình yêu nó quá sâu đậm. Thì có khi không phải là con nhưng kiến mà cắn là nắm đâu. Tay chưa thì cũng nắm tay. Thì cũng nắm tay thì đi xe máy chung với nhau rồi cũng kéo tay mình lên phía trước lại khá như vậy, nhưng mà nó cũng chỉ dừng lại là đi ăn chè ăn chiếc các thứ thôi. Thì Ngọc Anh mới nói là những cái đấy là những cái rất là dễ thương, gọi là đầu đời, khi bắt đầu mình biết có một tí cảm xúc. Cái này có khi không phải kiến cắn đâu, nói gì này là ruồi nó bay qua. Còn nhẹ hơn rồi bay qua. Chưa đến nỗi về cảm xúc quá. Đấy thì mình nói là những cái đấy nó rất là trẻ con và nó rất là dễ thương. Thì đến bây giờ mình nhìn lại con mình cũng vậy. Chị cũng, chắc là chị cũng có thích một cái anh gì đấy, nhưng mà tại vì mình nhìn là mình biết. Ví dụ như là đi chơi chung mà hai đứa tự nhiên ngượng là mình biết rồi. Đó là giống như mình ngày xưa. Nhưng mặc dù là ngày xưa mình biết thích nó trễ hơn trẻ con bây giờ rất nhiều. Bây giờ có thể phim ảnh rồi tất cả các thứ, tụi nó lớn hơn, tụi nó gọi là lớn hơn tuổi, thì mình nhìn vô mình cũng thấy rằng mình trong đó. Đàn ông mà nghe mình nói chuyện á, họ sẽ thấy sao bà này ví mình như con kiến mà bà kia ví mình như con sao toàn những con nhỏ chút chiếu. Nhưng mà nó để lại cho mình những cái kỷ niệm rất là nhớ đến, thì mình thấy là mình cười thôi, mình bảo sao mình ngày đấy mình bé, mình ngô nghê, mình như thế. Chứ chắc chắn ở những cái lứa tuổi bây giờ mình nhìn lại thì chắc chắn là không phải như vậy. Nhưng mà đấy là chỉ là một câu chuyện để mọi người nghe, nhưng mình vẫn trân trọng những cái kỷ niệm đấy. Nhưng mà hội bản thân á là dễ bị như này nha. Ý là cái thằng đó tao thấy nó như này như kia nha. Xong mình chia tay xong vài năm quay lại, ơ nó lấy cái thằng mà nó thấy như thế này như thế kia. Hội bản thân là dễ bị. Đúng rồi, chính xác. Không biết là chị TD thì sao, mối tình đầu của chị TD như thế nào ạ? Ồ, trời ơi, xấu hổ. Thật ra là hồi bé em rất là vô tư và em còn dậy thì trễ nữa. Đến bây giờ em vẫn chưa dậy thì xong. Chưa dậy thì xong.
em rất là vô tư và cái chuyện tình cảm của em nó kiểu giống như là nó giống như là nó chưa có chín chắn. Và lúc đó thì em có đi học võ. Hồi bé có đi học võ. Chết rồi, không cãi nhau với chị Didi nữa đâu. Võ taekwondo. Lúc đó là chưa biết đúng không? Ở show The Next Fight là chưa biết. Đấy thì là tự nhiên cái lúc đó mình cũng đang học lớp 10, 11, 12 thì đấy. Mình cũng đi học võ và có một anh thích mình thì mình cũng thích lại. Xong rồi hai người cũng hẹn hò đi chơi. Nhưng mà lúc đó anh chở mình bằng xe đạp đó. Thì cũng giống chị Ánh. Xong rồi một thời gian thì anh ấy lại đến trường một cái bạn khác. Và cái bạn nó cũng học võ chung với mình luôn. Để đón bạn đó. Xong cuối cùng anh ấy bảo là thôi, xin lỗi nha, mình đã quen với lại chị đó rồi. Gãy cụt vậy hả chị? Cái này là sẽ đau như một cú đá trong tình. Vậy kiên cẩn đó. Kiểu em cũng mới lớn ấy, cái sau bị tổn thương. Nhưng mà sau này thì anh ấy với mình lại trở nên làm bạn. Và đến bây giờ thì anh ấy vẫn giúp đỡ mình rất là nhiều. Và anh ấy cũng bảo là rất là hối hận về cái chuyện hồi xưa. Cho nên là đây cũng gọi là một cái happy ending thì, nhưng mà khi mình trải qua cái chuyện đó và trải qua một vài chuyện khác nữa thì TD cảm thấy là TD có một sự trưởng thành hơn qua từng cái độ tuổi. Giống như là hồi đó thì mình sẽ rất là vô tư, mình cũng ít quan tâm. Thậm chí là anh bạn nó bảo tại sao đi ăn mà em không lấy đũa cho anh này kia. Thì bây giờ là kiểu là mình đã bắt đầu thay đổi và quan tâm đến bạn trai của mình nhiều hơn. Thì cái đó cũng giống như là một bài học. Vậy là cá tính của chúng ta trong tình yêu thì nó sẽ thay đổi theo độ tuổi. Lúc còn trẻ thì có lẽ là ai cũng có chút bồng bột, rồi ai cũng mơ về những cái chuyện tình gà bông rất là dễ thương. Rồi khi lớn thì có lẽ là chúng ta sẽ sử dụng lý trí và cũng sử dụng một cái trái tim ấm nhiều hơn một chút để quyết định mọi thứ trong tình yêu. Lân thấy sao? Em đang định kết sâu đó. Tôi không muốn nói về tình yêu. Em không muốn nói về tình yêu. Nhưng mà Linh có cảm thấy là Linh thay đổi không? Ví dụ thay đổi theo từng thời gian này kia. Thì như cũng như bạn em chia sẻ thì ngày bé thì ai cũng thích, ai cũng nghĩ là một lúc đều tranh hai quả tim vàng đó. Sau rồi khi mà lớn thì có lẽ là mình cũng trải qua rất là nhiều thứ, thế nên là mình cũng có lẽ trở nên lý trí nhiều hơn. Với lại cái tuổi của em á, thì còn em với mong muốn của em bây giờ á, thì là để phát triển sự nghiệp nhiều hơn, chứ cũng không có nghĩ quá nhiều tới tình yêu. Thế nên là mình hãy đừng nói về tình yêu. Thực ra cuộc sống còn rất là nhiều này, thứ. Cô nào cũng sẽ nói rằng là muốn phát triển sự nghiệp nhiều hơn, muốn tập trung cho công việc, nhưng mà vài tháng nữa mình có gặp lại là biết đâu có bồ rồi á. Đừng nói vậy nha. Nói chung một là mấy cô này khó hiểu lắm. Không biết có khúc người nha. Có lúc. Nhưng mà TD thấy là bây giờ Linh vẫn còn đang đi học đó các bạn ạ. Cho nên là chúng ta có thể bỏ qua chủ đề này. Quay lại cái chủ đề gia đình á, thì Dung là người thiệt sự là sống hết mình với gia đình. Cũng may á, là giống như trong cái cá tính của mình, tính cách của mình là mình cũng không thích ra ngoài nhiều. Và cũng may là anh Nam cũng là người mà cũng thích cái cuộc sống gia đình hơn. Cứ xong việc là hai vợ chồng sẽ thích về nhà, ăn cơm với nhau, rồi thích chơi với các con. Đi đâu thì cũng phải đi cùng với gia đình. Mọi người sẽ ít khi nhìn thấy là Dung đi đâu đó chơi một mình hay đi chơi với nhóm bạn hay là thiệt sự là nhiều khi nghĩ là chắc bạn mình không giờ mình muốn chơi lại không ai chơi với mình nữa, vì mỗi lần nó rủ mình đi chơi hay rủ đi đâu mình cũng đều không có đi. Thì thật sự là mình nghĩ, nhưng mà khi bạn bè cần mình bất cứ lúc nào là mình sẽ có mặt cho những cái trường hợp khẩn cấp. Nhưng mà nếu như để đi chơi hoặc là vui thì mình sẽ chọn cái cuộc sống gia đình nhiều hơn. Vì mình nghĩ rằng là cái đích đến cuối cùng của tất cả những người phụ nữ nó đều là gia đình, là công việc. Ông xã mình thì anh Nam thì cứ hay nói là bà xã phải đi chơi với bạn đi, bạn hẹn thì phải đi đi, rồi đi shopping đi, rồi đi ra ngoài cà phê đi. Nhưng mà thiệt sự mình đi mình không có tâm trí á. Nên là gần như là nguyên cái tâm trí của mình là chỉ có ở công việc và ở gia đình. Và mình cũng theo một cái thuyết mà gọi là sống với thực tại á. Thiệt sự là mình chơi thân với nhân viên công ty, mình chơi thân với những người đang ở xung quanh mình, bởi vì mình nghĩ là mình trân trọng những cái giây phút thực tế hơn. Giống như mình là cái người là không có nhớ nắng năm nọ, không có nhớ mưa năm kia. Nghĩa là cái gì hiện tại là những cái mà mình trân trọng nhất. Còn những cái gì của quá khứ là mình vẫn sẽ trân trọng nó, mình sẽ cất nó ở đâu đó.
Nhưng những gì hiện tại là mình nghĩ phải nâng niu, bởi vì chính nó mới cho mình cái niềm vui, chính nó mới cho mình cái cảm xúc. Mặc dù chị Dung nói là chị Dung là một người phụ nữ rất là lý trí, nhưng mà qua những cái chia sẻ chị Dung thì Linh thấy là thực sự người phụ nữ này luôn có một trái tim rất là ấm áp và một sự tinh tế vô cùng. Thế còn chị Ngọc Ánh thì sao ạ? Thực ra thì chị Dung nói đúng là tất cả các người phụ nữ thì đích đến cuối cùng vẫn phải là gia đình, đều muốn có một cái gia đình hạnh phúc đó. Và chị cũng là cái người rất là thực tế giống như Dung, tức là mình trân trọng những cái gì ở hiện tại và mình hướng đến tương lai. Những cái gì quá khứ trải qua nó chỉ là những cái để cho mình mang lại kinh nghiệm và những cái kỷ niệm, chứ không bao giờ để cho nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống hiện tại. Mình trân trọng những giá trị thực, những giá trị cốt lõi, những cái người xung quanh mình thực sự yêu thương mình, chứ mình cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái thứ gọi là gossip hay là rumor ở ngoài hay là cái gì đó. Và mình sống với thực tế. Tất nhiên là ở cái trường hợp của chị thì chị cũng đã đứt gánh một lần rồi. Thành ra là khi mà có được những cái gọi là những cái hạnh phúc ở thực tại thì mình rất là trân trọng. Tất nhiên mình chưa đến hồi kết thúc để mà mình biết rằng là nó sẽ đi đến đâu hay là nó hạnh phúc đến đâu. Nhưng mà hãy trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại và mình bằng lòng với nó. Chứ mình cũng không phải là cái người mà đứng núi này trông núi nọ, ở núi kia nó to hơn, nó hào phóng hơn hay là nó gì hơn cả. Mà mình trân trọng những cái thực tại. Mình xác định là mình sẽ làm cả cuộc đời này và mình cũng sẽ phải đi kiếm tiền và mình cũng sẽ phải xây dựng cái sự nghiệp của mình. Thì mình nghĩ rằng là cái chuyện về vật chất nó cũng không quá làm cho mình phải xao động, và mình vẫn trân trọng cái giá trị hiện tại. Nó mang lại những cái gì mà mình cảm thấy là hạnh phúc. Em thì chắc là tại vì còn trẻ quá, thế nên là qua những câu chuyện của hai chị thì cũng có phần hiểu mà cũng có phần chưa hiểu lắm. Tại vì chưa có trải nghiệm. Dạ. Đối với em thì em nghĩ là gia đình thì không nên chỉ gói gọn trong việc là chúng ta là máu mủ với nhau. Thực sự có em thì em nghĩ là với những người nào mà họ luôn bên cạnh mình, họ luôn đồng hành và giúp đỡ, đứng sau lưng hỗ trợ mình thì đó cũng là gia đình của mình rồi. Với người trẻ gần nhất ở đây, chị Đi có chia sẻ gì về cá tính của chị trong gia đình không ạ? Ra là đối với em thì từ hồi bé đến giờ thì em ít gần mẹ, mà em chỉ gần với bà ngoại thôi. Cho nên là với cái chuyện về gia đình thì em cũng ít gắn bó. Vì vậy mà khi mà em bước vào nghề thì em rất là trân trọng những người anh, người chị. Và thậm chí là bây giờ em coi mọi người giống như là gia đình luôn. Em gọi người này là mẹ, người kia là ba. Thậm chí mà em đến nhà của các bạn người mẫu em cũng gọi mẹ của người ta là mẹ luôn. Dạ con chào mẹ, con chào ba. Kiểu vậy. Đến bây giờ thì mình có những học trò của mình thì mình cũng muốn mấy bạn gọi là mẹ, nhưng mà thật sự là mình rất là thương các bạn, thương còn hơn là anh chị em trong gia đình nữa. Kiểu rất là lo. Đối với cái việc gia đình thì em nghĩ là em chỉ cần một người đàn ông mà có thể cùng em làm tất cả mọi thứ thôi, chứ em cũng không có mơ cao xa là gia đình phải như thế này, phải như thế kia. Và thật ra là em cũng rất là giống chị, và em rất là thích những cái thời gian mà đi làm xong về nhà chiêu với gia đình, con người của gia đình. Thì em may mắn đang gặp được một người cũng rất là thích như vậy. Dạ vâng, rất là thích sinh hoạt gia đình, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau rửa chén, rồi cùng nhau lo cho con chó ở nhà ví dụ như giờ em chưa có con. Thì đó, thì em nghĩ rằng là cá tính thì không có phải là mình phải máu lửa quá. Đối với gia đình thì mình chỉ cần có những cái suy nghĩ là mình hướng về nó thôi, thì đó cũng gọi là cái cách thể hiện cái tính kiên định về một cái chủ đề về gia đình rồi, chứ không có quá là cần phải là như thế này như thế kia. Vậy thì đối với những người đã có gia đình, Linh nghĩ là chị Ánh cũng như là chị Dung sẽ còn có cá tính mạnh mẽ hơn một chút khi mà dạy con đúng không ạ? Em thấy là cả chị Ánh với chị Dung hình như đều bị mắc bệnh cuồng con. Hay post hình các con lên Facebook. Đúng là chị Dung là người rất là cuồng con. Thì tuy nhiên là chị thấy là cái mức độ mà chị post á cũng không bằng nhiều người khác đâu. Và chị nghĩ là sau này các bạn mà có con á là các bạn còn cuồng hơn như vậy nữa. Thì đối với trong cái cuộc sống gia đình á, như hồi nãy chị Dung có nói á, là chị Dung yêu bằng lý trí và làm mọi thứ đều bằng lý trí.
từ thật sự mà nói là giai đoạn mà mình gặp anh Nam đi là giai đoạn mình ở không, cho nên là ong bướm cũng dập dìu á, nhưng mà mình xác định là mình chọn cái người đàn ông yêu mình, chứ mình không có chủ đích đi tìm cái người đàn ông mà mình yêu. Thật sự mình nghĩ là cái người mà sẽ sẵn sàng yêu mình, làm vì mình tất cả mọi việc, sẽ cùng đi với mình đến mọi nơi, và cái người đàn ông chung thủy chung tình, thì cái người đó là cái người mà mình sẽ gặp. Bởi vì phụ nữ mình đến một lúc sẽ không còn xinh đẹp nữa, đến một lúc sẽ không còn tươi trẻ nữa, thì cái cuối cùng là người nào sẽ nhìn thấy được cái nét đẹp của mình, dẫu mình có già nua hay dẫu mình có thế nào đi nữa, người ta vẫn nhìn thấy mình đẹp. Thì đó là cái người đàn ông mà mình nên đặt cái tình yêu vào đó. Thì trong cái tình yêu nó là như vậy. Còn đó cũng là một cá tính trong trong tình yêu đó, đúng không Linh? Rồi trong gia đình á, thì là mình có một đứa con lớn, hai đứa con rất là bé, mà con trai lớn nữa, thì đúng là một cái người mẹ mà giống như mình cũng phải uyển chuyển nhiều vai với nó. Lúc thì mình phải như một cái người bạn, nó có thể tâm sự được hết mọi chuyện, nhưng mà lúc là cũng phải thành một gấu mẹ vĩ đại á. Rồi lúc là cũng phải gầm lên, cũng phải hung dữ lên thì nó mới lui lại, nó mới lui binh với mình được. Còn nếu mà mình cứ làm bạn nó hoài á, là đến lúc nó cũng sẽ lấn lướt đó. Rồi đôi khi những cái lúc dữ á, là mình sẽ nói với ông xã là ông xã lui ra để đó cho bà xã. Đại loại là mình sẽ là cái người mà trị bệnh á, những lúc mà nó đành hanh. Thì nhưng mà cũng rất may là con trai mình thì nó cũng dễ để nói chuyện á. Nó rất là dễ để mà mình chia sẻ với nó. Ví dụ như nó cũng có quan điểm, nó cũng có cá tính, nhưng mà cái lúc mà nó quan điểm, nó cá tính thì mình sẽ im lặng, mình sẽ về phòng và mình sẽ nói là ok con cứ suy nghĩ đi, rồi chút nữa con bình tĩnh lại rồi mẹ sẽ sang nói chuyện với con. Thì có khi không đợi mình sang, nó đã tự động nó sang. Và nó sẽ tự động nó nói là con như thế này nè, con sai chỗ này nè, con đúng chỗ này nè, mẹ thế này nè, thế kia đó. Thì mình thấy nó cũng ít nhiều giống mình ở trong cái việc là mọi thứ rõ ràng, ai sai người ấy nhận lỗi đó. Thì trong đối với mình thì dạy con trai lớn nó cũng không có quá khó, còn hai em bé nhỏ, quá nhỏ thì muốn nó ăn là nó ăn, muốn nó đi thôi, cho nên là tạm thời cũng chưa có vấn đề gì với hai đứa bé. Nhưng mình cũng muốn hướng đến cái việc là cha mẹ sẽ là bạn của con cái, để nó có thể nó kể mình nghe chuyện này chuyện kia, nó cần mình tư vấn đúng lúc. Và nó sẽ giống như là mình muốn là lúc nào khi con có việc, con rơi xuống vực hoặc là con bị như thế này như thế kia, thì cái người đầu tiên sau người yêu của con mà con nhớ đến đó là đó là mẹ. Và thật sự mình cũng không có muốn là mình ảnh hưởng đến con nhiều hơn người yêu của nó. Thiệt sự là mình muốn rằng là con có chuyện gì con hãy kể cho người yêu con nghe trước, con có chuyện gì con hãy tâm sự, con hãy giống như là, và sau này cũng vậy, khi con có vợ thì con hãy như ba con, là hãy luôn rất là thương yêu mẹ, hãy rất là chăm sóc mẹ. Thì mình luôn dạy con của mình như vậy, để mình nghĩ rằng là thiệt sự phụ nữ của mình gắn bó với một người đàn ông thì giống như mình buồn theo cái nỗi buồn của người ta, mình vui theo niềm vui của người ta, chứ mình không còn là mình nữa. Cho nên nếu mà người chồng hay là người yêu mà không yêu thương mình thì thật sự là nó sẽ buồn lắm. Giống như là mình lúc đó mình cứ sống trong cái tâm trạng không có nhiều cái niềm hạnh phúc thì cái người phụ nữ đó rất là tội nghiệp. Qua chia sẻ của mọi người thì em cũng thấy là em cũng như là ba vị khách mời cũng có rất là nhiều điểm tương đồng. Ra ngoài đường thì em có thể là một cô sinh viên trường này, lên sàn diễn có thể là một cô người mẫu kia, rồi ra ngoài đường là một cô hoa hậu. Nhưng mà thực sự thì khi mà về đến gia đình thì em cũng chỉ là con gái của bố mẹ em mà thôi. Và thực sự là có lẽ là chị Dung cũng biết rất là rõ, và chị Dung cũng hiểu rất là rõ là mẹ của Linh là một bà mẹ hổ. Rất là mẹ Linh gay gắt lắm. Rất là gay gắt, rất là khó tính. Mẹ cũng sẽ không cho mặc đồ hở, rồi cũng thực ra là cũng không ủng hộ đi theo con đường nghệ thuật đâu. Nhưng mà em thì lúc nào em cũng có cá tính là sẽ kiên định với những gì mà mình mong muốn, và mình muốn đạt được thì mình phải kiên định với nó. Thế nên là em cũng đang cố gắng thuyết phục dần dần mẹ qua năm tháng. Thì ban đầu là mẹ cũng ban đầu là mẹ rất là gay gắt. Có nghe. Trời ơi, có những lần mà mẹ dỗi cả tuần vậy, không thèm nghe điện thoại, không thèm đọc tin nhắn. Nhưng mà rồi dần dần sau đấy thì mẹ cũng đã hiểu là đấy là mong muốn của em, và em thực sự nghiêm túc với những cái mong muốn đó. Vì vậy là mẹ cũng nhượng bộ một chút, mẹ cũng hiểu một chút. Khi mà tham gia The Next Phase á, là lúc mà vừa tham gia thì mẹ đã nhắn tin, mẹ hỏi là con cãi nhau với chị nào trên truyền hình thế.
như thế là không tốt đâu. Nhưng mà thực ra chỉ đơn giản là mình có quan điểm của mình thì mình phải bảo vệ nó, chứ không phải mình bảo vệ quan điểm của mình nhưng mà vẫn phải trên cơ sở là tôn trọng quan điểm của những người khác nữa. Vì cái người bình thường á không có hiểu cái truyền hình thực tế á, đúng rồi. Sẽ nghĩ rằng là chết rồi, nó nói chuyện với chị này như thế này là chắc ra đường là sẽ không nhìn mặt nhau chẳng hạn vậy. Cái đó là không thực tế đó, tại vì ở bên ngoài đời với nhau thì chúng ta là trên là những đồng nghiệp và chúng ta có quan điểm, có cá tính, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm việc với nhau, vẫn phải là bạn với nhau. Em nghĩ đấy là sự chuyên nghiệp của những người làm nghề. Chúng ta trên sóng truyền hình chúng ta có thể phải diễn những cái vai như vậy, nhưng mà ra ngoài đời chúng ta là những người đồng nghiệp và chỉ mong muốn cái gì tốt nhất cho cả nền công nghiệp của mình thôi. Chị nghĩ em dùng từ diễn là cũng có phải nữa, cái đó là thật. Cái đó là giống như là ví dụ mà chị là em cái cuộc sống của cái show đó đúng, nó đúng buộc rồi, mình đúng phải vào vai, vai đó chứ buộc phải vào cái vai chứ giống như trước đây mà anh làm cái host cho cái mùa All Star đó của giờ Next Top Model, ui thôi sau đó nhận được quá trời comment rồi, quá trời thư viết. Và từ đó là em hâm mộ chị, em chưa bao giờ nghĩ chị giữ như vậy. Đúng rồi, chị có bị inbox rất là nhiều đúng không? Nhiều vô cùng tận, mà ở cái vai đó là bây giờ toàn các cô cá tính cỡ này. Mà toàn là những người mà có tên tuổi, là mùa All Stars mà vào thi cái cuộc thi đấy, chứ không phải là những người mẫu mới. Toàn những người thành danh rồi và ai cũng cá tính kinh khủng. Mà mình là phải là cái vai mà có thể ăn mình bất kỳ lúc đúng nào. Đúng rồi, mà vai và quyết định, vai mà phải sát phạt được mất cái cô này thì rất là khó. Thế cái vai của mình thì nó cũng dữ thật. Quát mắt mà mình quát mà mình này kia rồi xong chán vào Facebook gửi thư quá trời. Em không ngờ chị giữ như vậy, em đã thần tượng chị bao nhiêu. May quá Dung không có xem cái đó. Ôi, ôi Dung kinh khủng lắm thôi, bỏ thần tượng. Trời ơi, mà mọi người, nhưng cái chương trình này thì em cũng muốn mọi người hiểu rằng là lên đó là một cái gì đó nó thuộc về phạm trù công việc. Chứ còn ở bên ngoài thì rất là khác, chứ đừng có hỏi mấy cái câu gọi là đừng có hỏi mấy câu là ôi trên truyền hình vậy chắc bên ngoài cũng vậy, xong rồi bây giờ ủa như vậy tại sao thấy chị khóc, rồi tại sao tất cả mọi thứ, thì mọi người phải nên tách biệt ra cái đó là cái truyền hình thực tế, cái show để cho mọi người xem là nghề của mình nó như thế nào, nó khắc nghiệt như thế nào, nó phải là nghiêm túc như thế nào để mà mới có thể thành danh được. Thực ra nhân đây thì mình cũng nên nói rõ luôn để cho khán giả hiểu, tức là tùy vào những cái chương trình mà truyền hình thực tế. Nếu mà một chương trình mà cứ bình thường bình bình các bạn không có gì để xem cả. Nên bắt buộc chúng tôi phải làm lên những cái nó hơi drama một chút. Nó hơi có cái sự kiện, nó hơi có những cái gì đó để những cái chi tiết để các bạn có thể xem và thưởng thức nó. Đôi khi là những cái mà làm cho các bạn rất là cáu, rất là giận, rất là ghét. Nhưng mà rồi các bạn nên yêu chúng tôi và chúng tôi lao động rất là miệt mài và cần cù để ra những cái show cho các bạn xem. Và bản thân như phim cũng vậy. Nếu mà một phim nó cứ từ A đến Z nó bình thường như vậy, các bạn đoán trước được câu chuyện, các bạn sẽ chê. Nhưng nếu phim mà có những cái điểm nhấn, nó nhấn nhá những cái chi tiết, những cái gì đó nó hay ho, những câu chuyện nó không đoán trước được thì các bạn sẽ rất thích. Nhân đây thì cũng nói thêm để các bạn hiểu cho chúng tôi. Em nghĩ là với những chia sẻ của ba vị khách mời ngày hôm nay thì có lẽ là phần nào khán giả cũng hiểu thêm được những show truyền hình thực tế là sẽ như thế nào. Chúng ta đôi khi là có thể trên show truyền hình thực tế có thể hơi gay gắt với nhau một chút, nhưng mà đó là sự chuyên nghiệp của những người làm nghề. Đằng sau ánh đèn sân khấu, khi mà ánh đèn đã tắt hết, camera off, thì chúng tôi vẫn là những người đồng nghiệp rất là thân thiết với nhau và rất là đam mê với ngành công nghiệp không khói này. Lúc nãy mình còn thiếu cái phần xem chị Trương Ngọc Ánh dạy con gái như thế nào đó. Chị Dung nhớ quá, chắc cũng muốn quay lại nữa nhớ chị. Là Dung cũng đang có con gái ở độ tuổi là bắt đầu chuẩn bị biết nghe đó, cho nên là cũng rất là muốn học tập kinh nghiệm của một bà mẹ nuôi con, nuôi vừa đẹp nữa mà vừa cao nữa, rồi vừa rất dài rất đẹp. Thực ra thì nuôi con gái ấy, nó có một cái khó hơn là như thế này. Ví dụ như từng độ tuổi, ví dụ như tuổi nhỏ nhỏ như con gái của Dung á, đúng là mình cho ăn gì ăn đó, mình là nói gì nói đó thật, mình cảm thấy dễ vô cùng. Nhưng bắt đầu ở cái tuổi nó lớn hơn một chút là cái tuổi mà thay đổi tâm lý, bắt đầu nó rất là trứng, nó rất là lý luận. Và nhất là các bạn mà đã học trường quốc tế rồi thì cái nhất là không được nói dối, hứa phải làm. Và cái thứ hai là mình phải rất là lịch sự. Ví dụ như trong trường hợp mình cũng phải say thank you, mình cũng phải nói con ơi nhẹ dậy được không, hay là đôi khi các bạn ý sẽ là mẹ ơi con cần privacy, con có thể vào phòng. Tất
tất cả mọi thứ nó khác như là mình dạy một đứa nhỏ bình thường. Tất nhiên ở một cái bà mẹ như mình thì mình muốn dạy con những cái gì nó truyền thống, những cái giá trị mà người Việt giữ lại rất là đẹp. Ví dụ như là mình phải lễ phép, các con phải lễ phép, phải biết chào hỏi bằng tiếng Việt, tất cả mọi thứ. Rồi một cái nữa là mình phải làm bạn với con. Ở chỗ là gì? Con gái nó dễ bị, nếu mà mình không làm bạn với nó thì nó sẽ không kể cho mình biết là nó giao du với ai, nó đi đâu, nó làm gì. Nào đấy đâu. Đấy, cái đấy rất là quan trọng. Và khi mình làm bạn với nó, anh hay có những cái group là thứ bảy chủ nhật là anh dẫn nguyên một đám bạn thân của nó đi chơi và làm bạn, kết bạn hết trên Snapchat với đứa đấy. Để mình chat, để mình, tức là nên là cái nhóm con nít mà chơi với con mình nó rất là quý và rất thân mình. Nhiều khi mình chat, mình hỏi thăm các thứ để mình biết rằng là ở con mình nó đang chơi với ai, gia đình ra làm sao, nó đi đâu, nó làm gì, ví dụ thế. Đó, rồi mình khi mình làm bạn với nó thì cái gì nó cũng kể. Và khi nó kể, mẹ ơi mẹ, con kể cho mẹ nghe cái này, mẹ đừng nói ai nha, đừng nói ai nha, là bắt đầu được kể. Rồi mình hiểu được tâm tư nguyện vọng và mình chỉ cho nó nữa. Tại vì con gái trưởng thành á, bắt đầu trưởng thành lên, thiếu nữ lên thì cái cách thức tất cả mọi thứ như thế nào, phải né ra làm sao, tất cả mọi thứ mình phải gần con mình thì nó có khó hơn, nó có khó hơn. Nhưng bây giờ chị ý thì rất là kiên định trong mọi vấn đề. Bắt đầu kiên định là con nghĩ cái này đẹp, con nghĩ kia là đẹp, con nghĩ cái này không đẹp. Tức là nó rất là kiên định. Và nếu mà mình muốn bẻ để theo cái hướng của mình thì mình phải đưa ra mọi thứ. Nhưng mà chị không được nữa thì mình phải nói là con ơi, con có thể làm điều này vì mẹ không? Thì chị nói ok. Đấy, chứ không phải là F là cái này, A là A, B là B, trắng là trắng, đen là đen, là chị không nghe đâu. Mình phải dở cái trò cuối cùng là làm vì mẹ đi con. Thì chị ok. Đấy. Đó là một, nghe một cái áp mà người em cũng muốn như vậy. Lập gia đình ngay, lập gia đình ngay. Mình thấy rằng là cái talk show hôm nay á, là cái chủ đề các bạn đưa ra là cá tính và cá tính của những người phụ nữ. Thì cá tính của những người phụ nữ nó sẽ có là đầu tiên là gia đình, rồi tình yêu, rồi công việc. Thì mình thấy thật ra nó là một cái bức tranh rất là tổng thể của một người phụ nữ. Nó sẽ bao gồm nhiều cái mảnh ghép khác nhau để tạo nên là một cái người phụ nữ hoàn hảo. Tất nhiên là chúng ta, Dung hay Ngọc Ánh, TD đều còn phải đang phấn đấu đến cái người phụ nữ hoàn hảo nó như thế nào. Nhưng mình đọc ở đâu đó có một cái câu là người phụ nữ, người con gái chỉ sống cho mình từ lúc mình còn nhỏ cho đến trước lúc mình yêu thôi. Là lúc đó mình mới thích ăn gì ăn nấy, thích mặc gì mặc nấy, rồi muốn làm gì làm. Nhưng mà đến khi mình chính thức có người yêu là bắt đầu mình sẽ sống cho cái chàng trai đó. Mình để tóc dài hay mình cắt tóc ngắn hay là mình trang điểm hay không phụ thuộc vô cái sở thích của cái người yêu mình. Rồi sau đó đến lúc mình lấy chồng thì mình lại sống với cái sở thích và cái của chồng và của gia đình chồng nữa. Rồi đến lúc mà sinh con là bắt đầu sống vì con. Đến lúc mà con nó có cháu á, con nó có con thì người phụ nữ đó lại sống vì cháu. Cho nên là Linh không muốn yêu bây giờ cũng hợp lý đó, hãy tiếp tục sống vì mình. Chứ người phụ nữ là sẽ suốt ngày là mình sẽ cứ quấn theo những cái sở thích và cái niềm vui của người khác, chứ không phải cái niềm vui của mình nữa rồi. Chết rồi, chị Dung đang dọa hai chị em mình đừng lấy chồng đấy. Không, em nghĩ là đối với những bạn, những người phụ nữ Gen Z này chuẩn bị lên là họ sẽ có một cái ngược lại, đúng không? Rất là kiên định, là cá tính là họ sẽ yêu cầu gia đình cũng như là người yêu của mình sẽ tôn trọng những cái quyết định và sở thích của mình. Không, ý chị là vậy nè, họ vẫn tôn trọng mình, họ vẫn muốn mình có những cái quyết định của mình, nhưng gần như mình quyết định cái gì mình sẽ căng theo, mình sẽ canh theo cái sở thích của họ nhiều hơn. Đó là sự thật đó. Và phụ nữ Việt Nam mình luôn luôn như vậy. Đến cái lúc mà TD hoặc là Linh đến cái thời điểm đó thì chắc chắn cũng sẽ như tụi chị thôi. Alo mấy chị hỏi. Chết rồi, né đi chị ơi. Alo mấy chị hỏi kinh nghiệm liền luôn đó. Thật ra là nãy giờ là TD cũng như Linh là học hỏi được hai chị rất là nhiều điều, đúng không Linh? Kiểu là thấy Linh cũng trần má chồng như vậy nè. TD sẽ thấy một ngày nọ TD vào bếp và TD sẽ định nấu món gì đó, cái TD nghĩ không biết bữa nay ảnh thích ăn món gì. Đúng rồi. Chắc chắn là sẽ có ngày TD hỏi như vậy. Đúng. Rồi đến một lúc nữa thì định vào bếp nấu ăn thì không biết hai đứa nhỏ thích món gì. Các con thích ăn món gì đó. Giờ là chỉ con chó thích ăn món gì thôi. Và đó chính là cái niềm vui của mình đó. Đúng mình rồi. Nấu ăn, mình bày lên, người khác ăn, người khác thấy ngon mới là niềm vui của mình.
đó, chúng ta là sẽ như vậy đó. Chị em mình phấn đấu được giống như hai người chị ngồi bên cạnh nha Linh. Phấn đấu luôn á. Em nghĩ là rất là còn rất là xa và em sẽ luôn là học hỏi hai người chị của mình. Và Dung cũng rất là thích cái mấy cái câu ngạn ngữ phương Tây á, là một người phụ nữ hoàn hảo sẽ là một người phụ nữ rất là thanh lịch ở phòng khách, là một con ở trong nhà bếp, là một cái người rất là sexy trong phòng ngủ đó, và là một cái người rất là lịch thiệp, rất là gọi là rất là cá tính ở trên bàn làm việc. Thì Dung nghĩ đó là một cái người phụ nữ mà sẽ nên phân mình ra nhiều vai như vậy thì mới có thể giữ được cái hạnh phúc của mình. Không thể đem cái thái độ công việc về nhà, và cũng không thể đem cái sự mà gọi là bèo nhèo ở trong bếp đi ra ngoài để tiếp khách đó. Mỗi cái là mình đều phải có cái vai trò như vậy. Và nhất là phụ nữ mà đảm việc nước, giỏi việc nhà nữa, thì chúng ta đóng rất là nhiều vai và phải cố gắng rất là nhiều, làm được những cái việc mà người đàn ông làm được, nhưng mà vẫn phải lo được trọn vẹn gia đình nội ngoại, quả cáp biếu xén, con cái học hành, nhà bếp lúc nào cũng thơm phức mùi đồ ăn mà chồng con mình mê đấy. Đấy nên các em nhìn mặt hai chị em mình hoang mang quá chị đi ơi. Chốt lại là một người phụ nữ rất là khó, nhưng mà không có một vai nào mà phụ nữ không thể làm được. Xin được cảm ơn sự tham gia của ba vị khách mời rất là xinh đẹp ngày hôm nay có mặt trong Sức Sống Việt Nam, chị Trương Ngọc Ánh, chị Phạm Kim Dung cũng như là chị TD. Thực sự là qua những chia sẻ của quý vị thì Linh tin chắc là các khán giả cũng có thể hiểu thêm về vai trò của những người lao động trong một ngành công nghiệp không khó, đấy là ngành công nghiệp giải trí. Và các bạn đã thể hiện cá tính của mình trong công việc, trong gia đình và trong tình yêu như thế nào? Hãy thử tự giải đáp nó với mình nha. Và xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình ra một cái sản phẩm mới, mình phải làm sao để cho nó phải khác sản phẩm cũ, hoặc là nó có những cái gì mới mẻ để cho mọi người yêu mến. Trong thời gian vừa qua thì Tôn có hướng dẫn những cái người follow mình bài học về 28 ngày về lòng biết ơn, thì mình cảm thấy như kiểu là mình thổi được một cái luồng khí dương hòa vào cuộc sống của một ai đó. Mình có nút không thích để mình có thể thông báo được, gọi là cho cái nền tảng đó là mình không thích những nội dung như vậy. Mình chỉ có nút không thích. Mình chỉ cần giữ chặt cái video đó là nó sẽ hiện lên là thích hoặc không thích.